Rồi, Việt chào quý vị và các bạn nha. Thì hôm nay Việt về được một đôi loa của hãng Wonderten. Thì một cái này mình đọc vậy thôi, còn không biết là quý vị và các bạn đọc sao nha. Thì tiếng Anh tiếng U không gần. Mình đọc nó là Wonderten. Model là C2 ha. Thì còn nguyên cái thùng xốp luôn. Đây là hàng USA. Mỹ nha quý vị và các bạn. Thì theo việc tìm hiểu thì đôi loa này ở trên thị trường được rất là nhiều anh em là săn đón. Thì việc cũng xin chia sẻ thêm vài thông tin. Cái dòng model C2 và này là cái model mà bán chạy nhất của hãng Wonderten của Mỹ. Và khi xuất xưởng thì trong vòng một năm thì bán là 200.000 cặp. Thì một cái con số rất là kinh khủng thì theo Google thống kê nha, chứ còn mình thì mình không có chứng kiến hoặc là mình cũng không có làm ở trong cái hãng này nên mình không có biết, thì mình xem Google thôi đó. Thì mình cũng biết một chút đỉnh như thế thì chia sẻ đến quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có thể là xem thêm nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui ra coi nó như thế nào. Thì mới về thì về mình cũng chưa khui ra nữa, chưa kiểm tra bên trong. Thì kiểm tra xong rồi coi hình thức nó như ra sao nha. Rồi, mời quý vị và các bạn cùng xem tham khảo nha. Thì đây là một dòng loa Mỹ rất là dễ chơi, giá tiền nó cũng bình dân thôi quý vị. Thì riêng với dòng loa này thì ở bên trong người ta không có để xốp như những cái loa khác, người ta để dùng giấy nha, giấy đó. Giấy để người ta lót cái cho cái loa này, không biết lấy ra làm sao luôn ta, sao nó cứng dữ vậy. Để mình khui từ từ quý vị và các bạn, chưa có khui cặp này lần nào nên cũng chưa có biết cái cách khui của nó làm sao. Đâu để mình chơi như vậy coi. Bên trong này nó còn cái thùng giấy, nó coi như là nó hai thùng giấy luôn, bởi vì nó cứng cũng rất là nặng nha. Chút xíu nữa mình sẽ mở ra cho quý vị và các bạn xem. Cái chiếc này nó tương đối là khó mở, cũng chưa biết cách mở làm sao luôn. Còn chỉ luôn ha, cái này chỉ nữa. Nhà sản xuất. Rồi, để mình chút nó ra luôn. Ây da. Lo này khá nặng nghe quý vị và các bạn. Ngang là hơn 40 chút ha, sâu 30. Không biết tháo làm sao luôn ta. Không biết sao tháo cái căn này ra được nè. Mình chưa từng bao giờ tháo cái lo này lần nào hết. Không biết cách tháo luôn. Chạy như vậy nó sẽ bị rách, bị hư làm sao ta. Mình không biết cách tháo làm sao luôn quý vị và các bạn. Không biết nó tháo ra như thế nào luôn. Bây giờ hình thức thì nó như thế này nè. Bụi bặm này nọ vân vân. Lo thì đẹp rồi,
Còn bây giờ là làm sao để tháo nó cái căn này ra thì mình chưa có biết cách luôn. Nó cái căn này nó liền vậy rồi tháo ở đâu ta? Cái gì? Ủa kỳ gì ta? Vậy là mình tháo cái lo này tháo ở đâu trời? Thì chút xíu nó việc nghiên cứu cách tháo rồi rồi việc sẽ quay cho quý vị và các bạn xem. Đây cái lưới này nè, cái lưới này là nó màu đen, nó dính bụi thôi, nhìn thấy nó dơ chứ cái này mà mình thổi bụi một cái nó sạch là đẹp lắm nha quý vị và các bạn. Rồi để mình hỏi ông bạn mình coi, ông bạn mình có xài cặp này nghe rất là hay, thì để hỏi ông coi cái cách mà tháo cái lưới ra nó làm sao, chứ giờ là mình thua rồi, mình không biết cách tháo làm sao chứ. Để mình tháo thử nha, hỏi thử coi. Alo. Ê bộ, cái cặp quan đầu tan muốn tháo cái lưới nó ra tháo đâu bộ? Có tháo lần nào chưa? Tháo từ đâu vậy? Từ dưới đít hay là từ trên đầu? Cái chỗ mà cái miếng đen đen hả? Sao tháo đây? Nó dính cứng ngắc gì rồi sao tháo? Không, ở dưới đít nó mới có ốc, ở trên không có ốc. À vậy hả? Rồi để tôi nghiên cứu coi. Rồi ok. Rồi để tôi nghiên cứu coi. Rồi vậy nha. Rồi thì theo ông bạn mình thì cái đồ này thì nó có hai ba cách tháo, nhưng mà tùy theo cái đời nó sản xuất, cái năm nó sản xuất có thể tháo ở trên và tháo ở dưới. Thì giờ mình thử ở dưới này coi. Dưới này mình thấy bốn con ốc nè, mà không biết phải không. Trời ơi, nó cứng không công nhận. Đâu có tháo được gì đâu ta. Tháo mà chắc hư luôn cái đôi này quá. Này là gì đây? À nó dán keo quý vị và các bạn ơi. Thì người ta vừa bắt ốc vừa dán keo nữa. Đôi này thiết kế cái lưới ngộ luôn. À cái này, cái đôi này là mà chưa có tháo lần nào cho nên cái keo nó dính nè quý vị và các bạn ơi. Mà mình phải đây mà nè, để việc quay cận cảnh cái tí rồi cho quý vị và các bạn xem rồi mình ấy tiếp nha, mình tháo tiếp nha. Thì cái miếng này nó úp lại thế này nè, mình tháo bốn móc ra rồi là phải cạy hết mấy này lên mình mới xem được lo bên trong nó như thế nào nha. Này keo nó dính dẻo. Rồi bây giờ để mình cạy ra mình xem coi cái lo nó làm sao. Chơi nhiệt tình quá. Sẵn đây thì mình cũng tháo ra luôn rồi mình chụp hình nội thất đó, một chiếc thôi, chứ giờ nếu mà tháo ra hai chiếc thì nó coi như là nó mất zin rồi. Tháo ra như thế đó. Này tháo ra xong rồi mình còn phải bấm lại nữa thì nó cũng khó khăn, nên tốt nhất thì mình chỉ tháo một chiếc là được rồi, là vừa. Mình nạy cái ấy nó lên, cái kim bấm nó lên quý vị và các bạn. Thì hồi mình bấm lại. Hồi mình bấm lại rồi mình để miếng dán lên mình bắt ốc lại nha.
ở đây là cái phần đít mà nó nằm ở phía dưới cũng không sao, nên mình cạy lên thoải mái. Thì tuy nhiên cũng phải cạy cho nó kỹ để bảo vệ và đo lo. Quý vị và các bạn. Thường đa số thì mấy cái đồ lo này mình không có thấy ai tháo, ít có ai tháo ra lắm quý vị và các bạn. Tại hôm nay mình cũng chưa có biết nó như thế nào, mình tháo ra thôi. Bịt nó. Rồi. Xong rồi phải bấm kim lại. Đó. Như thế thì mình tụt nó xuống. Này. Mình xem thử coi nó làm sao. Ây cha. Này lò bát chết cha rồi, này một viên hết rồi quý vị ơi. Phải đi làm viên rồi. Mình quay sơ cái bên đây, cái mình lật lại nha. Tính lâu là chỉ tháo một chiếc thôi, bây giờ là mình phải tháo hết trơn luôn rồi. Đây một cái lò bát nè, lò bát này thì viên cao su còn, còn ở lò bên đây là một viên rồi. Nè, bên trong cái thiết kế của nó nè, bụi không à. Đó, cái lo này một viên rồi quý vị. Nè, hãng này thiết kế lo ngộ trời. Đó, bên trong này thì một cái chung và một cái chép đôm nó nằm bên trong rồi quý vị và các bạn. Đó, thấy không? Còn ở đây thì cái lo này chắc lo chung quá, lo kia lo bát. Lo này đường kính 20, lo kia đường kính 25. Này mỗi thùng 4 lo. Ôi, một viền hết rồi quý vị ơi. Này phải đi làm viền thôi. À, đi làm viền lại. Còn còn mới còn thùng xốp, nhưng mà một viền con ta ơi. Có cái bát này không một viền nè. Tại vì cái bát này là cái gân của nó là gân gân gì đó. Gân cao su nên không có mục. À. Rồi, thì tình trạng lo thì nó như thế thôi. Bây giờ thì mình sẽ tắt video này để mình tháo ra mình gửi đi cho anh em làm viền, và anh em nào có nhu cầu mà muốn đặt cái đôi lo này sớm thì liên hệ với việc ha. Giá nó dưới 16 triệu một chút, dưới 16 triệu đồng một chút. Bảo đảm là cái giá này là cực kỳ. Mình có nghe đôi này rồi, bạn mình đang xài rất là hay. Này bằng gỗ nha, bằng gỗ gì ta? Gỗ. Bốn cây này bằng gỗ. Đó, rồi thôi, bây giờ mình tiếp tục mình tháo ra để đi làm viền nha quý vị. Rồi chào quý vị nha.